Ôi, chào các bác, chào toàn thể nha. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3 nha. Em lên video số 23. Ở đây cũng có ít cần với. Có ít cần lua đây, cần súp mấy cây 2 khúc 3 khúc thôi. Các bác chốt cái nào liên hệ với em qua số điện thoại 0969113285. Để kết nối Zalo với em qua số điện thoại 0969113285. À, giá em báo là chưa có phí ship. Phí ship mỗi đơn hàng là 30.000 trên một đơn luôn. Cũng rất mong anh em bấm vào nút đăng ký kênh và ủng hộ kênh của em. Và sau đây em sẽ lên lần lượt từng mã. Đầu tiên mã 1 đây có hai cây cần rút mini của anh. Cây này là fip của anh. Cây màu hồng này là fip. Cây này là cây carbon của anh. Cây màu đen này là cây carbon, quen hãng bát hãng, cây này hàng của UZK chứ. OGK. Sản xuất tại Trung Quốc, made in China. Đấy, quen hãng, chất liệu carbon này. Cây này nó dài 2,4 m ấy. Dài 2,4 m. Cái này nó cứng tầm 30 thôi nhé. Nó cứng khoảng 30. Đấy. Cây này. Đây, tiếp theo cây này có nhé. Cây này nó dài 1,8 m này. Như compet dài 1,80 m, chất liệu sợi thủy tinh. Chất liệu fip. Cái này là fip. Cây này đẹp quá nhé, đẹp tuyệt vời luôn. Một cây dài 1,8 m, một cây dài 2,4 m. Đấy, hai cây này thôi. Cái cây này nó bị mất cái nắp đít quá nhé. Đấy, nó mất cái nắp đít ở đây này. Có lấy cái gì nút vào, lấy cái gỗ hay cái gì cũng được, gọt lấy cái gỗ nhít vào đây này. Cây này mã C1 quá nhé, 180.000 hai cây này nhé. 180.000 một cặp này. Một cây carbon, cây fip. Cái này hơi xước. Xước răm răm. Nó kiểu nó xước răm nó không cào phôi được ấy. 180.000 mã C1. Tiếp theo mã C2 em đây có cái cần lua máy ngang thôi nhé. Cái cần lua máy ngang, cây này là hàng của Jacob cái gì nhỉ? Jaco. Cây này chất liệu sợi thủy tinh luôn, chất liệu sợi thủy tinh, khoen của nó đây, khoen inox luôn. Đây, cái vành inox này nó kiểu nó mạ chrome đây. Đây, Jeco 33 đây. Authentic Z Club. Nói chung là cây này là sợi thủy tinh, made in China, sản xuất tại Trung Quốc này. Thông số UL có nhé. Cây này dài 5 feet. 5 feet là 1,52 m. Dài 1,52 m. Nó lưu rê từ 1/64 đến 1/8 OZ. 1/8 OZ là 3,5 g. 3,5 g. 1/8 là 3,5 g. Còn 1/64 này là 0,5 g thôi. Đây là, nói chung là nó lưu rê mắc là tầm khoảng 3,5 g đến 4 g. 1/8 OZ. Nó tải từ 2 đến 6 lb, thông số UL thôi nhé. Thông số UL, chất liệu sợi thủy tinh. Jeco. Khoen đẹp, không ám ố, không hàn gì đâu nhé. Sáng, đẹp. Đấy, cái cần nó cũng còn đẹp, đấy, cán mút này, UL này. Cái này mã C2, gốc 26, ngọn 2 ly 2.
nặng 116 gram, cây này có giá 100.000, 100 ngàn, chất liệu sợi thủy tinh. Tiếp theo C3 đây có cái pen, pen một khúc, pen power spin. Cây này hàng dùng cho các bác đánh bạo lực, đánh biển, câu biển, các bác dích biển, lua biển gì đấy. Nó khá là nặng thôi, khá là đầm tay luôn đấy. Thông số của nó 6601, tức là nó dài khoảng 1m98, 2m này. Nó ghi ở đây là thông số của nó này. Cát về kép GT 30 đến 80 gram, Light Class 10 đến 12 kg, dài 2 m. Bèn khoen Fuji Xích, khoen Fuji Xích chân ca này. Đấy, có 2 4 2 4 6 khoen cả bu ấy. Đấy, khoen Fuji Xích rất là đẹp. Này các bác lúa biển, dích biển. Một khúc thôi nhé, cái này một khúc. Đấy, một khúc dài 2 m. Bèn. Cần còn đẹp ấy, nhưng mà cái cần còn đẹp. Đây. Cái đoạn trên này nó là sợi thủy tinh luôn nhé. Nhìn nó trắng trắng này. Đấy, nhìn nó trắng trắng thì nó tháp sợi thủy tinh ra, nó tháp sợi sợi thủy tinh trên ngọn đấy, chắc nó tháp từ đây, chắc nó tháp từ chỗ này, tháp từ chỗ cái khoen này lên. Đoạn bên dưới này nó không cong luôn nhé, cái đoạn từ chỗ này xuống nó cứng cực kỳ luôn. Đấy. Đấy. Nó cong ở trên cái đoạn ngọn này, này. Cái này mã C3 gốc 36, ngọn 3 ly 3, nó nặng 435 gram ấy, 435 gram. Cái này có giá 1 triệu tư ấy, mã C3 có giá 1 triệu tư. Tiếp theo này có cây cần lua một khúc thôi nhé, cây này cây cần lua một khúc, dài 1m83. Speaker cái này hàng một ten riu, ten riu made in Japan, ten riu made in Japan. Cái này nó lưu rê từ 12 đến 45 gram, nó tải từ 6 đến 12 lb, drag max 2 kg. Đấy. Cái này độ cứng em mờ ấy, một khúc độ cứng em mờ, cần còn rất là đẹp luôn, trên cần không có chảy xước. Khoen Fuji Xích. Đấy, khoen Fuji Xích cứng như mờ. Các bác lua này, các bác lua nhái thật ok nhé, cây này lua nhái thật ok nhé, dài 1m83 nhé. Đấy, khoen cái 30. Đấy, khoen 30. Đấy, Fuji Xích Pat Fuji made in Japan, rê từ 12 đến 45 gram, tải từ 6 đến 12 lb. Một khúc. Cây này mã C4 gốc 28, ngọn 2 ly, nặng 185 gram. Thì cây này có giá 1 triệu 350 nghìn. 1 triệu 350 nghìn. Made in Japan. Đèn riu. Một khúc. Tiếp theo đây có cây, cây này cũng một khúc máy ngang thôi, cây này một khúc máy ngang, cây này cũng có lùa không cả, cây này thích hợp cho các bác câu trên bè, trên kè này,
câu thả dạng như kiểu các bác câu câu câu, câu thả thì hợp lý hơn, bởi vì em thấy nó độ độ cứng của nó đều đều cần luôn ấy. Để chả biết là cái cần nó bằng chất liệu gì luôn này. Trên cần nó không có cái chữ gì luôn. Đấy, có mỗi cái bát cán gỗ ấy. Cán gỗ nó làm rất là đẹp, thích hợp cho các bác chơi sưu tầm. Lùa em nghĩ cũng vẫn lùa được ấy. Cây này thì lùa bình thường thôi. Thông số thì nó cứng cỡ ML ấy. Thông số cứng của ML dài 1,5 m. Cái này nó dài 1,5 m. Khoen Fujisic. Khoen Fujisic. Máy ngang. Những cây này mã C5 gốc 28 ngọn 2,6 ly nặng 140 g. Cây này có giá 750, 750 nghìn. Chung nó đẹp. Các bác câu mực câu ấy cũng ok này. Hoặc là các bác câu cái này cũng lùa được thôi, nói chung là lùa vẫn lùa bình thường. Tiếp theo đây có cây cần lùa ấy. Cây này UL ấy. UL cây này cây phạt tét dài 5 feet là 1,52 m. Lùa đề từ 2 đến 8 gram này. Lùa đề từ 2 đến 8 gram. UL đấy, bu xích mua chè của ấy. Khoen Fujisic. Cây này nó rất là nhẹ. Đây, cái bát của nó thì chỉ cần cài máy vào là ok thôi nhé. Bát này chỉ cần lắp máy vào đây, ấn vào là nó sẽ chắc, không cần phải vặn. Có chơi UL live game lua suối. Dài 1,5 m, 1,52 m. Rất là nhẹ. Cây này mã C6, gốc 22, ngọn 1,8 ly, nặng 49 g. Cây này có giá 650. 650 nghìn. Khoen xích, khoen Fujisic. Tiếp theo đây cũng có một cây UL nữa ấy. Cây này dài 6 feet 6. KS66 này. Đấy. Nó tải à, nó lure từ 0,4 đến 7 gram. 0,4 đến 7 gram. Nó tải từ 2 đến 6 p à, 2 đến 6 lb. Nó lai pe từ 0,2 đến 0,6. Đấy, chất liệu carbon. Cái này đọt nó tháp thôi nhé. Cái này đọt nó tháp từ đây này. Đoạn trên này đặc. Đoạn trên này đặc rất là bé luôn. Nó bé như cái ngọn cần câu tay. Khoen Fujisic. Khoen Fujisic. Pat Pat Fuji. Này, hãng gì chẳng biết của hãng gì luôn. Cần đẹp quá nhé, nói chung là cây cần này nó đẹp. UL của bác là lùa suối lùa mương với kiểu cây này mã AC7 gốc 22 ngọn 0,9 nặng 87 g. Cây này có giá 600 nghìn, 600 ngàn.
Tiếp theo cũng một cây cần lua quá nhá, cây này lua máy ngang, cây này cây Daiwa. Cây này Daiwa Pro Cutter Z 602ML. Đây này dài 6 feet quá nhá. Dài 6 feet, quen full xích. Đây, ổn xích. Đấy, bù titanium. Đây. Titanium top này, ổn xích. Đây. Đây là bù titanium, còn lại là xích, là quen phui xích ấy. Đấy, có mỗi cái bù là bù titan thôi. Máy ngang thôi nhé. Đấy, máy ngang. Cái này được sản xuất tại Thái Lan, made in Thái Lan này. 6 feet là 1m83, lure từ 3/16 đến 5/81Z. 5/81Z. 5/81Z là khoảng 17 gram thôi nhé. 5/81Z là khoảng tầm hơn 17 gram một chút. Nó là rule mắc. Nó tải từ 6 đến 14 lb. Made in Thái Lan. Rocaster Z này, quen nó phui xích này. Đấy, bù thì nó ghi ở trên cần là titan. Dài 1m83, cây này mã C8, cần còn khá đẹp thôi nhé, còn khá đẹp luôn. Cây này mã C8, gốc 25, ngọn 1.9, nặng 104 gram. Cây này có giá 800.000 thôi, 800.000. Tiếp theo mã C8, đúng rồi, C8. Tiếp theo mã C9. C9 đây có cây cũng cần lua máy ngang thôi. Cây này tem Daiwa, cây này Daiwa Phantom. Daiwa Phantom Harley. Phantom Harley. Dài 5 feet 6. Độ cứng thì MF gì? MF. Nhưng là lure từ 11 đến 28 gram này, tải từ 12 đến 25 lb. Cái này được sản xuất tại Đài Loan các bác nhé. Đấy, made in Taiwan. Hình như là cái gì đây? Đấy. Phantom. Cái gì USA đây? Đấy. Phantom Harley. Khoen của nó thì như thế này các bác nhé. Đấy, nguyên bản khoen như thế này luôn. Cái lòng bên trong này nó là thép mạ chrome này. Đây, cái khoen của cái chân nhìn rất hay. Đấy, nhìn khá là lạ mắt thôi nhé. Có bác chơi sưu tầm. Đây, cán này. Phantom Harley. Daiwa made in Taiwan, cần rất đẹp không nhé, chất liệu carbon, khoen nó còn rất là đẹp, khoen không hề ám mố chỗ nào luôn. Đấy, cái chân khoen thì nhìn nó rất là hay như này. Cái này mã AC9, gốc 25, ngọn 2 ly, nặng 190 gram. Cái này có giá 600.000 thôi nhé. Cái này nó dài 1m68 nhé. Đấy, dài 1m68, 5 feet 6 mà. 5 feet 6 và 1m68. Giá 600.000. Tiếp theo đây có cây cũng cần lua, cây này cắm lửng thôi nhé. Đây này. Đấy, cái này nó cắm lửng như này. Cắm lửng các bạn luôn này. Quen của nó đây. Quen Fuji thôi nhé. Quen Fuji. Này. Cái này là cây Beckley. Beckley. UL. Nó rure, nó dài 5 feet 6. 5 feet 6 của nó là 1m68. Lure từ 1/16 đến 1/4 Z.
thì như là 0.8 thôi nhé, từ 0,8 gram cho đến 0,8 gram cho đến 7 gram. Một trên 4 OZ là 7 gram. Nó tải từ 1 đến 6 LB. Bentley. Cán mút luôn nhé. Cái này cũng cái này UL. Đấy, chất liệu carbon. Mình có bác lùa suối rồi các bác đây, dàn khoen của nó còn rất là đẹp. Đấy, khoen Fuji. Khoen Fuji. Các bác không thích khoen này thì về các bác thay khoen khác. Khoen Fuji thứ xám. Nhưng mà cần đẹp, không có chảy xước gì được. Đấy. Cái này mã C10, gốc 27, ngọn 2 ly, nặng 91 g. Cái này có giá 400 nghìn với 400 ngàn. Dàn khoen này nó còn rất là đẹp, không hề ám ố một tí nào luôn. Tiếp theo cũng đây là cây cần lua. Cây này cây carbonic, carbonic. Cây này dài 9 feet 6. Nó lu rê mắt 40 gram này. Lu rê mắt 40 gram. Nó tải từ 8 đến 16 LB thôi. 8 16 LB. Cây này nó dài 9 feet 6, 9 feet 6 của nó là 2 mét 9. 9 feet 6 là nó dài 2 mét 9. Cây này thì cái dàn khoen của nó, dàn khoen bên trên này nó rất là bé. Đây này. Đấy, cái dàn khoen bên trên này nó rất là nhỏ luôn. Này khả năng thích hợp cho anh em lua mực không biết. Còn các bác này lùa gành khoen titan thôi nhé, nói chung là nó từ đây này 1 2 3 4 5 đấy, lên đến cái bu là titan 1 2 3 4 5 đấy, mấy cái khoen này là khoen titan đấy. Còn bên dưới là khoen Fujisic, khoen Fujisic chân trắng thôi. Nói chung là cây này dàn khoen thì cực ngon. Mỗi tội cái khoen nó hơi bé. Cái này các bác muốn lùa cái link qua đây là không lùa được nhé. Lùa cái nếu mà các bác buộc cái khóa xoay số 8 các bác luồn qua đây là không luồn được. Đấy, các bác phải luồn dây xong mới buộc được. Rất là đầy luôn. Lùa về mắc 40 g. Pat Fuji dài 2,9 m luôn. Đấy, dài 2,9 m, cây cần thì nó còn khá là đẹp. Đấy, 9 feet 6. Cây này mã C11, gốc 27, ngọn 1,6 ly, nặng 170 gram. Cây này có giá 1 triệu 2 thôi. Đấy, 1 triệu 2. Đấy, dài 2,9 m. Cứng tầm M thôi nhé. Cây này nó cứng M. UD được 40 gram. 40 gram nó cứng cỡ M. Nhưng mà lua nhái thật cũng vẫn ok. Đấy, lua nhái thật vẫn ok. Mỗi cái dàn khoen của nó hơi bé. Tiếp theo đây có cây cần súp luôn. Cây cần súp, cây này Acroway súp. Cứng 20 dài 3,6 m. Cứng 20 dài 3,6 m. Cây này Pat Fuji FS7. Pat Fuji FS7. Khoen Fuji ấy. Nên nó dạng súp lở thôi nhé, nó dạng súp lở ấy. Khoen Fuji nó có một cái khoen, nó có một cái khoen chạy nên nó hơi bị dạng, nó bị dạng một cái chân.
Cái đầu buồn nó bị dạn luôn trời. Đầu buồn nó bị dạn luôn này. Đầu buồn nó bị nứt này. Này làm sợ cái gì ta? Biết có cái đầu buồn này thay không? Con cái khoen này nó bị nứt một cái chân này. Nứt một vạch. Cứng 20, dài 3,6 m. Cần thì còn khá đẹp. Đây có vết xước không? Thì vết xước 20 mới có bác câu ngồi gầy rô gầy giếc câu lăng xê câu ngâm, nhưng mà bác là thích cảm giác bác gầy rô gầy rô gầy gầy chép câu câu mồi đắp lưỡi lục cũng được. Này em sẽ kiếm cái bu em thay cho các bác nhé. Đây, cái bu này thì nó bị đứt cái vành này. Em sẽ kiếm cái bu khác em thay nhé. Cứng 20, dài 3,6 m. Cây này mã C12, gốc 29, ngọn 2 ly 2, nặng 255 g. Cây này có giá 400.000. Tiếp theo mã AC13, đem có cây Suzumi. Suzumi súp lở cutter EX cứng 25 dài 3,6 m. Pad Fuji FS7, quen Fuji xứ xám. Dàn quen đẹp luôn. Quen đẹp kem luôn. Cần đẹp. Cái này nó đẹp như mới luôn. Không hề có chảy xước. Cái này hơi dạn keo epoxy đấy. Chân hơi dạn keo epoxy. Nhưng nó không ảnh hưởng gì. Đấy, mỗi chỗ này. Này nó dạn keo epoxy. Đấy, còn cây cần thì rất là đẹp luôn. Đấy. Màu mận chín. Chất liệu carbon. Đấy, cứng 25, dài 3,6 m. Dùng như bác gầy rô gầy chép câu mồi đắp lưỡi lục câu lăng xê. Đấy, cái cần thì đẹp quen đẹp gốc đẹp quá. Cây này mã AC13 gốc 28 ngọn 2 ly 1 nặng 430 g. Đấy, cái này có giá 550, 550.000. Cái cần quá là đẹp luôn. Em kèm luôn. Tiếp theo này có cây Daiwa Hydraulic. Đây, Daiwa Hydraulic. Cái này Sheer Paradise. Cứng 50 dài 3,6 m. Cái này made in Korea. Đây, Daiwa HS. Cứng 50 3,6 m, sản xuất tại Hàn Quốc. Cái này nó có cái khoen này nó bị nứt nứt chân luôn. Đây, cái khoen này nứt một vành này. Và một cái khoen chạy này nó bị nứt một vành. Nứt một vành thôi. Nói chung nó nứt một vành này thì mình vẫn dùng thoải mái. Chả ảnh hưởng gì đâu. Nó không bay được thứ nào luôn mà sợ. Cứng 50, 3,6 m. Cái này có bác câu như kiểu câu ISO quen lớn cũng được. Còn có bác câu ngâm lăng xê cũng được. Nó khoen nó khá là dày. Nó khá là dày khoen luôn. Cây này tổng thể nó có 8 khoen cả bu. 8 khoen cả bu,
So với cần súp thì nó dày khoen hơn nhiều. Cần còn khá là ok, khá đẹp luôn nhé. Có vài vết xước nhẹ nhẹ thôi. Xước rất nhẹ thôi. 50, 3,6 m. Cần rút, cán mút. Cây này mã AC14, gốc 23, ngọn 2 ly 2, nặng 365 g. Cây này có giá 550, 550.000. Thực ra cái khoen này nó không bay được xứ ra đâu, nó dùng thoải mái, không bay được xứ đâu. Tiếp theo đây có cây cần súp nữa nhé. Cây này súp, cây này hàng của Nissin. Cái này speed súp dài 4,2 m, 4,20 này, hàng của Nissin. Cái này nó cứng khoảng 23 thôi, nó cứng khoảng tầm 23. Khoen Fuji xứ xám, Pat Fuji FS7, Pat Fuji Talus LS7. Ngoài hình như nó có xước dòng. Nên nó cứng khoảng 23 thôi. Dùng thích hợp cho anh em câu, mấy bác thích cào cá trắng hoặc là bác câu gảy rô, gảy chép, mồi đắp, câu trôi luôn nhé. Mấy bác nói chung là nó khá là mềm luôn nhé, khá là mềm. Đấy, dùng cho các bác câu thích cảm giác. Đấy, dài 4,20 m. Ngoài hình như nó có xước. Đấy, xước. Nissin. Cây này mã AC15, gốc 21, ngọn 2,4 ly, nặng 305 g. Cây này có giá 620.000 thôi. 620.000. Tiếp theo đây có cây 3,6 m. Cây này Acut. Cái gì đây? Acut Shepard Alpha 360. Chất liệu carbon. 3,6 m, 4 lóng, made in Korea, được sản xuất tại Hàn Quốc. Đây, chỗ này có vết xước nhẹ thôi, vết xước nhẹ này, cán bần vẫn còn bọc ni lông, đây, vẫn bọc ni lông. Dùng hàng đã qua sử dụng nhưng mà nó cũng vẫn còn khá đẹp thôi, cán bần vẫn còn bọc ni lông. Khoen Fujisic. Và 3,6 m, dạng kiểu súp lở các bác nhé. Cái này nó dạng kiểu súp lở. Ngoài nó còn khá đẹp luôn. Rất chỉ là ít xước luôn, có xước mỗi chút đây, đây vết xước nhẹ nhẹ đây, chỗ này nó bám bẩn. Cái này nó cứng khoảng 20, 25 thôi, cứng khoảng 20 đến 25, nhưng mà cây này nó đẹp, còn khá đẹp. Này, các bác câu ISO cũng được, câu dạng kiểu câu ISO khoen lớn cũng được, rồi làm như cái cần ISO khoen lớn được. Đây, nó cũng giống kiểu cần ISO. Cái này mà đi lua được luôn, 3,6 m mà đi lua được luôn. Cây này mã AC16, gốc 26 này, ngọn 2 ly, nặng 327 g.
Đấy, cây này có giá 600 nghìn luôn. 600 nghìn. Đấy, gốc cây của nó còn rất là đẹp luôn. Cán bần vẫn bọc ni lông, chất liệu carbon. Tiếp theo này có cây hai khúc. Khúc cây này cây Alpha Tucker. Alpha Tucker. Power Công. Power Công. Cây này cứng 50 dài 2,4 m. Cứng 50 2,4 m, khoen lá phui xích. Khoen lá phui xích. Cây này thích hợp cho anh em, thích hợp cho các bác câu trên thuyền, trên bè này. Mình thấy mấy bác câu đi câu biển hay hay câu những cái loại cần như này, câu dùng cho máy ngang. Nói chung là máy đứng thì cũng vẫn dùng được, nhưng mà ném nó không bay được như cái dạng khoen to ấy. 2 4 6 8 9 khoen các bác. 9 khoen cả bu. Holder Sport. Sản xuất tại Hàn Quốc, made in Korea. Đấy, khoen lá Fujisic. Cần còn khá đẹp. Khá đẹp. Cây này mã C17, gốc 26, ngọn 2,6 ly. Nặng 293 gram. Cây này có giá 720 nghìn. 720.000. Mã AC17. Tiếp theo mã AC18. C18 đây có cây Daiwa Power Med. Cây Daiwa Power Med này. Cây này cứng 80 dài 3 mét thôi. Cứng 80 dài 3 mét, phôi son x đến tận ngọn luôn. Phôi son x tận ngọn. Cây này khoen Fuji xứ xám, bù xích. Đây, bù xích mùi chè các bác nhé. Bù xích mùi chè. Ngoại hình nó còn khá đẹp, trên cần nó rất ít chảy, ít xước luôn, có mỗi cái chỗ này này. Con này. Chỗ này nó bị dạng như kiểu cái lớp bóng nó bị thoái hóa, cái lớp bóng nó bị chóc. Đây, nó bị chóc ở chỗ ngay cái đoạn gốc nhé. Còn trên cây cần nó còn rất là đẹp luôn. Đấy, rất ít chảy xước luôn. Đấy, không có. Đấy, cái chỗ này nó dính cái gì ấy. Chứ không phải vết chảy đâu. Phôi xoắn ích hay già rất đẹp. Cây này sản xuất tại Nhật. Sản xuất tại Nhật. Đấy, hàng nội địa chuẩn luôn. Daiwa Hydrolock. Cứng 80, 3 mét, 3 khúc. Phát rất ok luôn nhé. Phát cái nhựa ở đây vẫn còn nhé. Nhiều cây về nó sẽ bay mất cái nhựa ở đây. Nhiều cây về nó sẽ bị bay mất cái nhựa lót ở đây. Vừa ông đoạn nó có một cây hai khúc nó cũng bay mất một cái nhựa lót. Một mét ba khúc. Nó có một cái lỗi gì là cái chỗ này nó hơi bị chảy, nó hơi bị thoái hóa cái lớp bóng đấy. 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 Các bác về muốn lấy thì các bác xử lý lại cái chỗ này nhé. Nó phủ keo hay là phủ bóng gì đấy cho nó. Chứ cạo cạo lấy móng tay mà gậy hết đi là nó sẽ bay hết cái chữ đi. Cây này mã C18, gốc 26, ngọn 2,8 ly, nặng 393 gram. Cây này có giá 850 thôi. 850.000. Đài hoa bồ mét. Hoa cầu ngâm, cầu lăng xê nước thì được hết. Tiếp theo đây có cây hai khúc, à ba khúc,
và khúc dùng cho các bác gầy rô gầy chép này. Cây này là cây Shimano Arocat. Shimano Arocat 4.5EX cơ. Arocat 4.5EX. Hàng của Shimano. Này, độ cứng 25. Thu gọn 1m43 này, độ cứng từ 20 đến 30 thì là cứng 25. Khoen Fuji xứ xám. Cái cần thì còn khá đẹp, có vết xước nhẹ nhẹ đây thôi, đây. Xước chút thôi, xước rất nhẹ thôi, chút chỗ này. Pad, pad Fuji FS7 SB. Cứng EX thì thích hợp cho các bác gầy rô, gầy chép đầu cần. Cứng 25, 4m05. Cây này mã C19, gốc 24, ngọn 2,6 ly, nặng 450 g. Cây này có giá 1.600.000, 1.600.000. Đấy. Free. Các bác muốn hạ pad thì hỗ trợ các bác hạ pad nhé. Các bác muốn hạ pad thì em sẽ hỗ trợ các bác hạ pad. Nhưng mà nếu mà các bác muốn hạ pad thì các bác phải có cọc nhé. Các bác muốn hạ pad luôn, em hạ pad luôn rồi thì các bác phải có cọc rồi mới hạ. Còn không thì về các bác tự hạ lấy. Ở trên đây em có 19 mã cần, bác nào chốt cái nào liên hệ với em qua số điện thoại 0969 113 285. Em chào toàn thể các bác.